Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Bé gái 11 tuổi bị đâm ở London được xác định là du khách người Úc. Hoa Kỳ mong đợi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza vẫn diễn ra cho dù vắng mặt Hamas. Và Việt Nam điều tra 32 dự án năng lượng trong chiến dịch chống tham nhũng. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Úc đã xác nhận một bé gái 11 tuổi là nạn nhân của vụ tấn công bằng dao tại quảng trường Leicester của London vào hôm thứ Hai 12 tháng 8 là một du khách người Úc. Sự việc xảy ra tại một trong những khu vực đông đúc nhất của thủ đô nước Anh khi bé gái bị kẻ tấn công siết cổ và đâm tám nhát dao. Người đàn ông được xác định là Juan Bin 32 tuổi, đã bị cảnh sát Anh bắt giữ và ra hầu tòa vào hôm thứ Ba. Trong khi đó, bé gái mà chính quyền Anh cho biết là người đến từ New South Wales đã được chuyển ngay đến bệnh viện cùng với người mẹ. Cảnh sát đô thị London cho biết vết thương của bé gái rất nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bộ ngoại giao Úc cho biết bé gái và gia đình đang được hỗ trợ lãnh sự. Liên quan đến tình hình Gaza, Hoa Kỳ đang mong đợi các cuộc đàm phán ngừng bắn sẽ diễn ra bình thường bất chấp sự vắng mặt của Hamas, thư ký báo chí tòa Bạch Ốc, Karin Jean Pierre cho biết, giám đốc cơ quan tình báo CIA, Bill Burns và đặc phái viên trung đông của Hoa Kỳ, Brett McGurk sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tại các cuộc đàm phán ở Qatar. Và chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc thảo luận này. Và như tôi đã nói trước đây, và như các đồng nghiệp của tôi từ Hội đồng An ninh Quốc gia đã nói nhiều lần trước đây, chúng tôi đang làm việc 24 trên 7 để hoàn thành thỏa thuận này. Thỏa thuận ngừng bắn nhằm bảo đảm việc thả các con tin Israel để đổi lấy những người Palestine bị israel giam giữ tuy nhiên những bất đồng về trình tự hành động và các vấn đề quan trọng khác vẫn tiếp tục cản trở quá trình thỏa thuận trong những tuần gần đây thủ tướng netanyahu đã yêu cầu israel duy trì quyền kiểm soát một giải biên giới giữa gaza và ai cập để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí Hamas đã từ chối tham dự các cuộc đàm phán, cáo buộc Israel trì hoãn và cố gắng đưa ra các yêu cầu mới, nhưng một quan chức có liên quan đến các cuộc đàm phán khẳng định, nhóm Palestine sẽ được thông báo tóm tắt về các cuộc đàm phán. Một số tin đáng chú ý khác, tại Nam Úc, hai người đàn ông đã tử vong sau một vụ tai nạn thuyền ở vùng biển ngoài khơi của một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của Úc. Một chiếc thuyền đã được tìm thấy bị lật úp ở vùng biển ngoài khơi đảo Kangaroo của Nam Úc vào khoảng 4 giờ chiều thứ ba, dẫn đến một loạt các hoạt động tìm kiếm quy mô lớn. Sau đó, hai thi thể đã được tìm thấy ở vùng biển gần thuyền. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông tử vong đều 65 tuổi, đến từ Kings Court. Các cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành liên quan đến y tế một báo cáo mới được công bố trên tạp chí khoa học The Lancet Psychiatry đã nêu bật tình trạng sức khỏe tâm thần suy giảm của những người trẻ tuổi trên toàn thế giới báo cáo do trung tâm về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên úc dẫn đầu cho thấy tác động của bối cảnh chính trị và kinh tế xã hội trên toàn cầu đối với tình trạng tâm lý của những người trẻ tuổi báo cáo đã tiết lộ những vấn đề quan trọng như tình trạng thất nghiệp gia tăng khủng hoảng nhà ở và bất bình đẳng về tài chánh có liên quan đến sự gia tăng của các bệnh tâm thần ở những người trẻ tuổi sự gia tăng của mạng xã hội và việc tiếp xúc với nội dung không phù hợp độ tuổi cũng được nêu là những yếu tố góp phần làm suy giảm sức khỏe tâm thần báo cáo cảnh báo rằng sức khỏe tâm thần kém vốn đã tác động đến cuộc sống của những người trẻ tuổi trong nhiều thập niên nay đã bước vào giai đoạn nguy hiểm liên quan đến việt nam theo đài voa bộ công an việt nam vì yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin tài liệu về 32 dự án năng lượng sạch tại các địa phương trong lúc Việt Nam tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam đưa tin rằng trong số 32 dự án điện sạch mà Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp có 10 dự án điện mặt trời và 22 dự án điện gió chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Trước đó, trong ngày 13 tháng 8, thanh tra chính phủ Việt Nam đã đưa ra kết luận về hàng loạt sai phạm liên quan đến các dự án điện gió ở Gia Lai. Theo thông tin từ trang web của thanh tra Việt Nam,